Xin chào các bạn. Khi các bạn dùng 3D, có một thứ mà gần như là mọi người rất quan tâm, đó là cái map, cái thư viện map. Giả sử khi các bạn lấy một đồ vật hoặc một vật thể hoặc một cái bất kỳ một cái gì đó từ thư viện vào, ví dụ ở đây tôi sẽ lấy một cái cây, để chọn một cái bất cây bất kỳ trong cái mode này. Đấy. Tôi chọn Open. Ok. Xuất hiện một cửa sổ. Ý là tôi đưa cái thư viện vào đây, hoặc tôi Mac hoặc tôi Open, thì nó xuất hiện một cửa sổ. Nó đòi cái map cho cái cây này. Như thông thường tôi chọn Continue. Đó. Mà bây giờ tôi render. Một vấn đề rõ rệt là không có map, bị mất map. Phải làm sao để lấy lại cái map cho nó? Thì trước tiên, ví dụ như đây là cái cây này. Để thì trước tiên để dễ dàng quản lý cái một cái vật thể từ thư viện này, các bạn nên nhóm lại. Ở đây người ta đã group rồi, tôi cũng không cần phải nhóm nữa. Bây giờ tôi vào customize, tôi chọn là config user path cửa sổ. Config user path hiện ra đúng không? Cái cửa sổ này ấy, nó có ba cái thẻ này, thì bạn chọn đến cái thẻ external file. Cái thẻ này chức năng của nó là nó sẽ khai báo được các cái đường dẫn để trong quá trình mà khi mà nó cần render một cái vật thể mà có cái map theo đường dẫn này, nó sẽ tự link được cái đường dẫn, tự link được map. Bây giờ tôi quay trở lại cái bộ thư viện này của tôi. Đó. Tôi tìm đến cái mục map. Ở đây có map này, tôi giải nén nó ra. Ok. Đây đúng không? Đó. Các bạn sẽ thấy trong này nó rất nhiều map. Nó là những cái texture, là những cái map. Bây giờ các bạn làm như sau. Tôi copy cái đường dẫn của cái thư viện map này bằng cách là kích vào cái dòng địa chỉ đây. Copy này. Và trong cái phần external file này, tôi chọn add. Tôi paste vào đây. Paste vào dòng path này. Hoặc các bạn không làm như vậy, các bạn có thể chọn add này. Các bạn đi tìm đến cái đường dẫn đấy. Đó, hơi lằng nhằng một tí đúng không? Đấy, nhưng mà tôi copy và tôi add luôn và nó nhanh hơn rất nhiều. User path và tôi chọn OK. Đó, bây giờ tôi thử lại. Mặc dù nó vẫn hiện màu trắng như vậy nhưng mà render ra nó sẽ có lá, nó sẽ có vật liệu được đưa vào. OK. Đó. Đây, có lá rồi đúng không? OK, xem cái thân cây có chưa? Cây đã có lá rồi, thân cây xem. OK, đó. Tương tự như vậy, tôi thử một cái thư viện khác. Ở đây. Đây là cái thư viện về hoa quả. Nói chung là cũng có nhiều quả. Nói chuyện này là các bạn gái rất là thích. Cà rốt này, ngô này. Tôi thì tôi thích bưởi. Nhưng mà ở đây không có. Thôi cam vậy. Đấy. Tôi sẽ lấy quả cam này. Tôi thích ăn cam. Tôi quay ra đây. Tôi chọn cái này. Tôi lấy cái cam là 10. Giữ chuột, các bạn dê thẳng vào đây, các bạn chọn Mac. Đó. Bây giờ tôi render. Đó, nó cũng không có map. Tôi vào mục texture này. Các bạn tìm đến texture hoặc là map. Tôi copy đường dẫn và làm tương tự. Bây giờ render thử.
Thì sau khi đường dẫn được khai báo, các bạn render ra nó sẽ có đầy đủ map như vậy luôn. Đó, bây giờ là đã có map, ok. Và cái cách này ấy, thì khi mà các bạn đưa đường dẫn map này rồi thì mình có thể sử dụng bất cứ một cái vật thể nào trong cái bộ sưu tập này, bộ thư viện này, thì nó đều tự động nhận đường dẫn đấy luôn. Thì các bạn cứ phải làm đi làm lại như vậy rất nhiều lần cho rất nhiều những cái bộ sưu tập, rất nhiều những bộ thư viện này, hoặc là tôi có thể có nhiều những bộ sưu tập hơn, nhiều những cái thư viện hơn, thì các bạn đều phải làm như vậy với tất cả những cái như vậy. Thì có một cái vấn đề đặt ra là giả sử khi mà các bạn bị lỗi win, máy bị lỗi hoặc là mắc bị lỗi kiểu như vậy, khi mà cài lại mình lại phải mất công link lại các cái đường dẫn đấy. Bây giờ tôi sẽ backup lại những cái đường dẫn đấy. Tôi vào trong customize này, tôi chọn cái này config user path, sang cửa sổ external file này, tôi chọn save as, cửa sổ hiện ra này. Ở đây tôi đã lưu sẵn một cái file, tôi đặt tên là config user path external file, tôi chọn save. Ok, lần sau khi tôi cài lại mắc, tôi chỉ việc vào đây, tôi load cái file này lên, thế là xong. Đó, với cái cách làm như vậy, các bạn sẽ không còn phải lo ngại cái những cái texture hoặc những cái map mà về sau mình bị mất đường dẫn, mình phải link lại từng cái một. Các bạn có một cái thắc mắc hoặc một cái câu hỏi nào đó, các bạn có thể lên trên Facebook và tìm đến cái nhóm của tôi. Các bạn thấy hỏi, tôi sẽ trả lời các cái thắc mắc của các bạn. Hoặc các bạn có thể theo dõi cái kênh của tôi trên YouTube. Đây. Ok. Thì trên này tôi cũng có chia sẻ rất là nhiều những cái hướng dẫn của tôi. Vâng, xin chào các bạn. Chúc các bạn sẽ có những cái trải nghiệm rất là mới và khám phá rất nhiều những cái điều mà mới mẻ từ cái phần mềm 3D Max này. Xin cảm ơn các bạn.